Cha mới mất đã phải đi gọi hồn vì tai ương bất ngờ. Cụ nói sắp ăn thịt con cháu, liền đào mộ lên thì sợ hãi. Các thành viên trong nhà liên tục gặp tai ương, anh em bất hòa, tai nạn. Đặc biệt những người đàn ông khỏe mạnh trong họ cứ dần dần chết bất thường mà không rõ nguyên nhân. Tất cả đều xảy ra sau khi cha của Shin Hun qua đời cách đây 2 năm. Theo quan niệm của người phương Đông, người chết sau khi chôn cất phải chờ tới 6 đến 7 năm, hoặc hơn để thi thể phân hủy hết thì mới được làm lễ cải táng hay còn được gọi là sang cát. Thế nhưng, gia đình của anh Shin Hun người Malaysia đã phải phá vỡ luật lệ này sau khi các thành viên trong nhà liên tục gặp tai ương. Anh em bất hòa, tai nạn, mắc bệnh ung thư, con cháu nghịch ngợm, ương bướng, lao vào vòng pháp lý. Đặc biệt, những người đàn ông khỏe mạnh trong họ cứ dần dần mà chết bất thường không rõ nguyên nhân. Điều đáng nói là tất cả đều xảy ra sau khi cha của Shin Hun qua đời cách đây 2 năm. Nghĩ có điều chẳng lành nên gia đình Shin Hun đã tới nhà thầy pháp sư trong làng để gọi hồn người cha quá cố. Để rồi tất cả như hóa đá khi hồn cụ hiện về, nhưng chỉ nói đúng một câu lạnh người: ta đói, các ngươi hãy chuẩn bị đi cùng ta nhé. Vị pháp sư cho biết có thể không chịu được cảnh cô đơn nên người cha quá cố sẽ đưa con cháu đi cùng. Hoặc là có điều gì xảy ra trong quá trình chôn cất khiến cụ ông có thể gây nguy hại cho những người thân trong gia đình. Mặc dù bán tín bán nghi, nhưng Shin Hun quyết định sẽ đào mộ của cha lên để xem có điều gì bất thường hay không. Toàn bộ con cháu trong gia đình đều phải có mặt, quỳ lạy trước mộ tổ tiên để xin được đào mộ lên. Toàn bộ quá trình này đều được ghi lại, chính Shin Hun là người bổ những nhát cuốc đầu tiên. Để tiết kiệm thời gian, ông đã thuê một chiếc máy xúc. Tất cả những thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù mới chôn cất 2 năm, nhưng thi thể của người cha quá cố đã phân hủy gần hết. Trên đầu chỉ còn có vài sợi tóc. Nhưng điều bất ngờ là chiếc răng vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí nhiều người còn cho rằng nó mọc dài ra. Thầy bói cho biết đây chính là điểm bất thường khiến gia đình gặp nhiều tai ương như vậy. Sau đó, Shin Hun đã mang phần thi thể còn lại của cha đi hỏa táng. Tất cả chỉ còn lại một nắm tro tàn. Mặc dù với Shin Hun và một bộ phận cư dân mạng tin rằng việc này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp và chấm dứt được những điều tồi tệ xảy ra, nhưng số khác thì lại phản ứng cực kỳ gay gắt. Họ cho rằng dù lý do là gì cũng không nên động chạm vào mộ tổ tiên như vậy. Điều đó chẳng khác nào là mạo phạm người đã khuất, khiến hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Nếu ốm đau thì hãy gặp bác sĩ, con cháu không nghe lời thì hãy xem lại cách giáo dục. Vì sao gia đình ấy lại vì một lời nói không có căn cứ để rồi đào tung mộ lên như thế nhỉ? Một cư dân mạng gay gắt. Cùng với đó, nhiều người cũng kịch liệt ném đá và cho rằng đây là hành động xuất phát từ việc mê tín dị đoan. Còn bạn, bạn có đồng tình với quyết định của Shin Hun không? Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!